Chào các bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Hiện tại bây giờ Connie đang đứng trước cửa showroom của Đỗ Mạnh Cường và Connie cũng sẽ được tâm sự với anh Đỗ Mạnh Cường ngày hôm nay. Thì mời các bạn theo Connie để gặp gỡ Đỗ Mạnh Cường nhé. Đến với chương trình. Cái thứ hai là chị cũng cảm ơn em đã mời chị đến dự cái show Sea of Memory của ngày 20 tháng 4. Thì sau cái show đó chị cảm thấy rất là vinh hạnh, và tại vì có một người Việt theo chị, đó là em là một ngôi sao sáng lạng trên sàn catwalk. Thì xin em cho biết là sau cái show đó cái cảm tưởng của em ra sao? Xin chào chị. Thực ra thì em đúng là lần đầu tiên mà em trả lời trong một cái đài ở nước ngoài, Nam và nước ngoài. Đó cũng là một cái niềm rất là vinh hạnh của em. Nói về cái show diễn thì thực ra thì đó là một cái tâm huyết rất là lớn của em sau bao nhiêu ngày mà em cũng ấp ủ. Nó tốn rất là nhiều công sức, bao nhiêu con người để phục vụ cho một cái đêm diễn ngắn ngủi như vậy. Nên rằng là sau show diễn thì mình cảm thấy rất là vui, và mình cảm thấy rất là cái tâm nguyện của mình nó hoàn thành rồi thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Đó là cái em nghĩ rằng là cái cảm xúc của mình. Để set up cho cái sân khấu thì là mất một tuần, là nó set up trong vòng một tuần. Còn nếu mà để chuẩn bị cho cái show diễn thì trong vòng 6 tháng rồi. Bởi vì sau mỗi show diễn là em đã lên kế hoạch để cho cái show diễn tiếp theo. Nên rằng là bởi vì cái đôi khi cái ý tưởng của mình ở Việt Nam rất là khó thực hiện, bởi vì chị biết rằng là phải bàn bạc với đạo diễn, rồi là rất là nhiều lên cái phải có những cái bài toán phải tính toán rất là kỹ. Nên rằng là mình phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho một cái show diễn. Thế nhưng mà nếu mà để nói về cái mức độ thành công và ảnh hưởng nhất của cái bộ sưu tập của em ấy, thì em nghĩ chắc là phải nói đến Butterfly. Tại vì nó giống như là một cái nó có một cái sự ảnh hưởng rất lớn trong cái năm vừa qua, mà như chị thấy rằng là khắp Việt Nam tràn ngập cái cánh bướm cuối thu của Đỗ Mạnh Cường. Và khi ta nhìn những cánh bướm cuối thu của Đỗ Mạnh Cường là người ta nhận ra cái đó là cái trang phục của em. Thì đó là một, em nghĩ rằng là đó nó có thể gọi là một cái may mắn, và nó là có thể gọi rằng là bất kỳ nhà thiết kế nào họ cũng muốn có một cái dấu ấn như vậy. Bởi vì đôi khi có những cái bộ trang chỉ có những cái bộ sưu tập đẹp, có những cái bộ trang phục người ta yêu thích, thế nhưng mà để có một cái dấu ấn riêng và để cho người ta nhớ đến mình và để người ta nhìn cái trang phục đó, người ta gọi tên được mình, thì đó không phải là một cái điều dễ dàng. Bởi vì cái đó nó giống như là mình phải có cái duyên và cái may mắn nữa. Thực ra mà khi nhận lời tham gia chương trình Việt Nam Mỹ Tức Mô Đồ thì cái mong muốn lớn nhất của Cường là tìm kiếm được những người mẫu sáng giá trong ngành thời trang Việt Nam. Thì bản thân Cường thì là một người mà rất là ngại tiếp xúc trên truyền hình, cũng từ chối tham gia rất là nhiều những chương trình rồi, nhưng mà và ngay kể cả nhà sản xuất thì cũng đã phải thuyết phục rất Cường rất là lâu thì Cường mới nhận lời cái vị trí này. Thế nên rằng là nhưng mà khi mà mình tham gia rồi, khi mà mình nhận lời rồi, thấy được cái tâm huyết của nhà sản xuất, được cái tình yêu rất lớn của mình đối với cái công việc này, nên rằng là đó là một cái công việc rất là thú vị, và nó đòi hỏi rất là nhiều thời gian, nhưng mà đôi khi cũng là cái mình mệt nữa, nhưng mà mình cảm thấy rất là thú. Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà bất kỳ như thế nào cũng mong muốn thôi. Nhưng mà bản thân Cường nhận thấy rằng là cái thị trường thời trang trong nước nó còn đang rất là cần mình, và nó còn đang là một thị trường rất là mở để cho những nhà thiết kế Việt Nam phát triển mạnh cái thị trường thời trang trong nước. Bởi vì như chị thấy rằng là cái đối tượng khách hàng của Cường hiện tại thì mới chỉ dừng lại ở những khách hàng mà có thu nhập cao trong xã hội, và rất là nhiều cái tầng lớp họ có cái thu nhập thấp hơn, và họ cũng rất là mong muốn được mặc cái trang phục của Đỗ Mạnh Cường. Mà đó là cũng là cái lý do mà vì sao mà Cường đang suy nghĩ cái kế hoạch để phát triển cái dòng thời trang này với cái mức giá bình dân hơn dành cho những người thu nhập thấp. Thế nên rằng là đang còn rất là nhiều những kế hoạch, và chắc là phải để dành cái kế hoạch phát triển thị trường nước ngoài sau này. Cường nghĩ rằng là Cường chỉ nói những người mới yêu thích ngành thời trang, bởi vì Cường là
cũng chỉ hiểu cái ngành này thôi. Thế nên rằng là với những người mà họ muốn theo đuổi ngành thời trang và muốn có cái thành công nhất định trong ngành thời trang thì họ phải có một cái niềm đam mê, họ có một cái sự quyết tâm rất lớn mới có thể đứng vững và có thể làm được cái ngành này. Bởi vì cái ngành này nó không đơn giản như mọi người vẫn nhìn thấy ở trên sàn catwalk sau những cái bộ hình hay là những cái chương trình. Khi mà làm cái ngành này thì họ phải có một cái quyết tâm thực sự rất là lớn, một cái niềm đam mê, gọi là mình chỉ dành cái niềm đam mê cho nó thôi thì mình có thể thành công được. Chào anh Linh, cảm ơn anh Linh đã đến với chương trình. Theo con này biết là anh Linh đang hiện tại đang định cư ở Việt Nam và làm việc ở Việt Nam. Thì xin anh cho biết là anh ở Việt Nam được bao lâu và anh đến từ nước nào? Linh đến từ nước Hà Lan và anh ở Việt Nam cũng được 7 năm. Thì lúc đầu thì Linh định về đây 1 năm thôi, cho vui thôi. Để mà tại vì Linh cũng làm một cái dự án về kỹ thuật âm nhạc ở Việt Nam. Để mình tốt nghiệp bên Hà Lan. Và trong lúc đó thì mình cũng nghĩ là sẽ cái ngày mình cũng muốn về Việt Nam ở một thời gian để coi thử như thế nào và làm việc ở đây. Thì trong cái năm đó là tình cờ gặp nhạc sĩ Đức Chí. Và Đức Chí nói ông mời Linh vô công ty làm. Thì Linh cũng rất là bất ngờ và rất là mừng. Và Linh lấy cơ hội đó ở lại. Linh nói với ba mẹ là thôi ở thêm một năm nữa để coi thử như thế nào. Bây giờ là được 7 năm rồi. Linh sinh ở Việt Nam hay là... Linh sinh ở Philippines. Philippines? Dạ, sinh ở Philippines rồi. Nhưng mà mới sinh là đi qua Hà Lan rồi. Nên là lớn lên Hà Lan. Vậy là cũng nghe tiếng Việt là không biết gì luôn rồi đúng không? Thì ở nhà hồi nào thì là bác nói tiếng Việt, nó không được nói tiếng Hà Lan. Và hồi mới về đây thì dĩ nhiên là nhiều chữ Linh không biết. Từ từ phải học thêm thôi. Nhưng mà cũng biết đọc? Sơ sơ thôi, rất là chậm. Chứ không như bây giờ. Vậy thì Linh... chẳng hạn như Linh có bao giờ đi chợ ở ngoài đường mà cảm thấy phải trả giá hoặc là cái gì không? Không, thì ở Việt Nam thì nó có bây giờ có nhiều siêu thị rồi. Việt Nam thì mình vô đó mình mua đồ thì mình đâu cần trả giá nữa. Cái chuyện mà trả giá thì hồi xưa thì về đây chơi thì đi du lịch thì mình đi chợ Bến Thành là đi chợ này chợ kia thì mình phải trả giá. Nếu bây giờ mình đi mua đồ thì toàn siêu thị không, cho nên là không cần trả giá nữa. Linh cho biết là cái bước đầu của Linh đến Việt Nam để mà làm việc thì có những cái khó khăn gì? Linh nghĩ là nếu mình dọn vào một nước nào đó và bắt đầu mình làm việc thì mình phải làm quen với cái cách làm việc của họ trước. Thì ở Việt Nam cũng có những cách làm việc trong giới nghệ sĩ thì mình cũng phải học hỏi rất là nhiều. Linh nghĩ cái thị trường âm nhạc của Việt Nam thì còn rất là mới, nó chưa có được nhiều cái, chưa có được chuyên nghiệp lắm. Nói chung là người ta còn đầu tư vô rất là nhiều mà mình lấy ra là còn rất là ít. Chỉ có một số người thôi có thể thành công mà đa phần là ai cũng còn trong cái tình trạng rất là khó khăn. Mà nó nghĩ là càng ngày nó sẽ tốt hơn và nó có nhiều cái đơn vị đang tìm cách để mà làm sao mà cái thị trường âm nhạc nó chuyên nghiệp hơn và có nhiều cái nguồn thu nhập hơn cho mọi người để mà nghệ sĩ họ sống được. Linh đang là một người giám khảo trong cái chương trình The X Factor thì xin cho Linh biết về cái cảm nghĩ của Linh giữa làm nhạc sĩ và ngồi trước ống kính để mà làm giám khảo. Dạ. Khi mình phải lên TV á, mình ngồi đó thì nó rất là khác hơn là ngồi ở nhà làm nhạc. Tại vì là lúc đó mình phải để ý mình cách nói chuyện, cách ăn mặc rồi. Tại vì cái tiếng Việt của mình cũng chưa sau 7 năm có nghĩa là đủ để mà giao tiếp và làm việc. Mà anh nghĩ là chừng nào mình lên TV thì mình cần đòi hỏi một cái độ cao hơn nữa. Hiện giờ nó vẫn lúc này nó chưa đạt.
mà nhất là chừng cái nhiều máy quay chỉ ở đầu mình thì dễ hồi hộp hơn đúng không? Rồi quên chữ quên chữ. Và mình thấy nó rất là vui tại mình phải mình học hỏi được rất là nhiều cái mới mà hồi nào mình không còn còn biết đến. Mình nghĩ là cái việc mà làm ban giám khảo nó cũng là trong một cái việc mà của một người nhạc sĩ giống như nước ngoài thì họ cũng làm những cái công việc đó, thì mình thấy rất may mắn là được mời trong một show lớn. Theo con nghĩ là những người giống như Linh vậy mà quyết định trở về Việt Nam rồi làm để mà phát triển, chẳng những phát triển mà còn có thể giúp ích gì trong cái nước Việt Nam, thì để cho cái nước mình phát triển thì con cũng rất là làm vinh hạnh. Thì trong tương lai Linh nghĩ là nước Việt Nam của mình có thể tiến triển tới đâu về cái ngành âm nhạc so với cái nước khác, anh thấy sao? Linh nghĩ là hay là hy vọng đi, hy vọng là sẽ có ngày là mình giống như những nước khác thôi, giống như hồi xưa cách đây mấy năm cũng đâu có một cái thị trường âm nhạc mạnh, mà tự nhiên họ cái K-pop nó đang nổi lên và ai cũng biết đến, thì em hy vọng là Việt Nam sẽ có ngày mà mỗi người sẽ biết là K-pop là gì. Vậy còn những cái giới ca sĩ, những cái tên tuổi lớn nào mà Linh thường làm việc với họ? Ở đây thì Linh làm việc với Thanh Bùi, Hồ Hà, anh Tuấn. Nói chung là gần như là những cái tên tuổi lớn nhất của Việt Nam hiện nay đúng không? Dạ. Câu hỏi cuối cùng nha. Thì Linh có một cái kích lệ cho giới trẻ, thì không có cần phải nói, không có cần giới hạn là trong nước nào, thì chỉ cần giới trẻ thì Linh nghĩ là Linh sẽ cho những cái câu kích lệ nào để họ có thể có nhầm người có mang những cái ước mơ rất là lâu nhưng mà tại vì họ không có cái can đảm để mà bắt đầu cái ước mơ đó thì Linh sẽ nói gì? Linh sẽ nói là phải luôn luôn theo cái ước mơ của mình, mặc dù nó khó đi phải mấy, mình cũng phải thử. Nếu mà không được thì cũng không sao, ít nhất mình đã thử rồi mà, để sau này mình không hối hận. Thôi ta chia đôi, cứ vui đi anh ơi, vẫn có một người.